Episode số 12. Hai giờ sáng. Mình không nhìn đều đâu bạn ơi, mắt mình bị lag bẩm sinh bạn ơi. Lào di chuyển nhanh có khả năng phát đất liền và hai giờ sáng mai các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang tập trung phát Lào ứng phó bão. Nỗ lực đốt hài cốt các liệt sĩ tại nước bạn Lào. Xin kính chào và cảm ơn Nam đang cập tiết khán giả. Sau đây là các nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về tình hình Nam đang cập tiết khán giả. Thưa quý vị, vào lúc này bão đang di chuyển nhanh, có khả năng đổ bộ vào Đài truyền Việt Nam vào lúc này. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của mưa. Và ngay sau đây thì biên tập viên Hương Liên sẽ cung cấp tới quý vị những diễn biến mới nhất về bão. Xin mời biên tập viên Hương Liên. Vâng, xin chào quý bạn và các vị. Từ khi mạnh lên, bão số 2. Xin cảm ơn biên tập viên Hương Liên. Và như thông tin chúng ta vừa cập nhật, có thể thấy là bão số 2. Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my god.